Hello Amy, xin chào cả nhà. Chào các bạn đã trở lại với kênh Amy Việt Channel. Hôm nay Amy có nấu món lẩu đuôi bò đậm đà rất là hấp dẫn nên muốn chia sẻ cùng với các bạn. Nếu các bạn yêu thích thì bấm vào subscribe đăng ký, chia sẻ để ủng hộ cho Amy Việt Channel và bấm vào cái chuông bên dưới để được nhận những cái video kế tiếp nha. Ở đây Amy có khoảng là 1,7 kg đuôi bò đã được cắt nhỏ như thế này. Amy sẽ rửa sơ qua một lần nước cho bớt cái chất dơ và cái chất nhớt của cái đuôi bò này. Amy cho thêm vào là một muỗng cà phê muối, một muỗng canh rượu trắng và một ít nước, rồi chà xát, bóp cho không còn cái chất nhớt. Làm vậy sẽ giúp không còn cái mùi hôi của cái đuôi bò. Rồi sau đó Amy sẽ rửa lại nhiều lần với nước cho thật sạch. Amy sẽ cho hết cái phần xương vào nồi và cho thêm là một muỗng cà phê muối và cho vào là vài cái lát gừng nha các bạn, và một muỗng canh rượu trắng. Sau đó Amy cho nước vào rồi để lên bếp nấu sôi. Sau khi nước sôi khoảng 5 đến 10 phút như thế này thì Amy sẽ đổ xương ra rổ rồi rửa xương lại nhiều lần với nước lạnh cho thật sạch nha. Amy dùng một củ rưỡi hành tây loại lớn khoảng 500g, 4 cây sả đập dập, một bông hồi, một nhánh quế cây và 30g gừng đập dập. Amy cho bông hồi, quế cây và gừng vào trong cái bao lược để khi nấu xong dễ lấy ra hơn. Amy cho hết cái phần xương đã luộc sơ vào trong nồi và cho tất cả cái phần củ hành, gừng và quế cây vào trong luôn. Amy sẽ thêm vào là 50g đường phèn, một muỗng cà phê muối, sả cây đã đập dập, và Amy cho vào là khoảng 4 lít nước lạnh nha các bạn. Amy cho cái nồi xương này lên bếp nấu cho sôi lên. Khi nước đã nấu sôi thì Amy sẽ vớt bỏ cái phần bọt ở bên mặt trên để cho nước súp nó được trong hơn nha. Sau đó thì Amy sẽ gác đũa lên cái miệng nồi rồi đậy nắp lại hầm khoảng 3 tiếng với cái lửa nhỏ nha các bạn. Ở đây Amy có là tương đen, ớt sa tế và trao phai môn. Amy dùng trao phai môn thì nó không có mặn nhiều nha. Thì Amy sẽ dùng là 3 miếng trao phai môn như thế này. 2 muỗng canh đầy ớt sa tế nha các bạn. Và 2 muỗng canh đầy tương đen. Trộn đều cái hỗn hợp này, Amy dùng loại trao khoai môn thơm hơn và không có mặn như trao làm từ đậu hũ. Nhưng các bạn dùng trao nào cũng được nha. Phần này thì Amy sẽ nêm nếm vào trong cái nồi lẩu nha các bạn. Amy cho các bạn xem ở đây có 3 loại tương ớt để làm nước chấm. Các bạn có thể dùng loại nào cũng được, không cần thiết phải làm giống nhau nha. Amy dùng thêm là 80g trao có luôn nước nha các bạn. Một muỗng canh đường, nửa muỗng canh ớt sa tế, một muỗng cà phê sữa đặc nha, một muỗng cà phê tương ớt Hàn Quốc, Amy dùng cái loại tương ớt Hàn Quốc đó nha, một muỗng canh nước cốt chanh,
và một muỗng cà phê tỏi băm nhuyễn. Trộn đều. Cái phần này thì nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình nha các bạn. Nồi xương sau khi hầm 3 tiếng thì Amy sẽ gấp củ hành, quế, gừng và sả đã hầm chung đó ra bên ngoài để cho nước được ngon và trong hơn nha các bạn. Amy dùng thêm là khoảng nửa ký bò viên. Bò viên này Amy sẽ cho vào cái nồi súp và nấu chín. Amy cho một cái nồi nhỏ lên bếp và cho thêm vào là 2 muỗng canh dầu điều. Khi dầu nóng, cho thêm vào 2 muỗng canh tỏi băm nhuyễn phi thơm. Amy cho thêm 2 muỗng canh sả ớt băm nhuyễn vào rồi xào cho đều, cho sả ra mùi thơm nha các bạn. Amy cho hết cái phần chao sa tế đã pha vào, xào sơ qua. Amy sẽ cho thêm một ít nước súp vào rồi khuấy cho tan đều cái phần gia vị này nha. Sau đó thì cho hết cái phần gia vị này vào trong cái nồi xương mình đã hầm. Kế tiếp Amy sẽ nêm nếm thêm gia vị cho cái nồi súp mình nó đậm đà hơn nha các bạn. Amy sẽ cho thêm vào là 3 muỗng canh bột nêm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh muối. Phần này thì nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình nha các bạn. Lẩu đuôi bò thì mình ăn kèm với rau tần ô, nấm kim châm, bánh gạo, mì tươi, bánh phở hoặc mì gói và những cái loại rau khác tùy theo ý thích của mỗi người nha các bạn. Amy xin cảm ơn các bạn đã xem cái video này và đừng quên hãy bấm nút subscribe đăng ký để ủng hộ cho Amy Việt Channel và bấm vào cái chuông bên dưới để được xem những cái video kế tiếp. Amy xin chúc các bạn có một ngày làm việc thoải mái và nấu ăn thật ngon. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những cái video lần sau nhé.